Trường Giang, gia đình Harry Won thực sự không yêu thương nhau đâu. Tối nay 20 tháng 4, tập 24 chương trình siêu bất ngờ sẽ lên sóng với nhiều tiết mục thú vị và hấp dẫn. Đặc biệt trong tuần này là sự xuất hiện của em gái ruột Harry Won cùng một số khách mời như Tuấn Trần, Quý ông Tia Chớp Anh Huy, John Nguyễn, Ngọc Anh. Vì là em gái Harry Won, ngay sau khi bước vào, Trường Giang đã nghi ngờ Harry Won cố tình chung quan hệ để cho em gái lên sóng truyền hình. Tuy nhiên, Harry Won phản bác khẳng định rằng ban tổ chức tự mời cô em gái lên sóng truyền hình, chứ không liên quan gì tới cô. Trong lúc bước vào cuộc chơi, Harry Won tỏ ra lo lắng. Cô nói, tôi lo cho em gái của tôi quá. Tựa đề của các phần chơi này, đến tôi đọc nhiều khi còn không hiểu, huống gì là đó. Trường Giang nghe vậy liền nói thẳng, quan trọng không phải Harry Won hay em gái Harry Won mà là khán giả xem truyền hình có hiểu Harry Won nói gì hay không. Câu nói này khiến Harry Won bực bội nhưng không làm được gì. Sau đó trong phần chơi, em gái Harry Won đoán đúng được một nhân vật của chương trình, nhưng vì hiểu lầm nên Harry Won đã tưởng em gái của mình đoán sai và tự tay cầm bột đổ thẳng lên đầu của em gái. Điều này đã khiến cả trường quay phải náo loạn. Tuấn Trần giật mình rách, trời ơi, gia đình xào xáo hết cả rồi. Anh còn quay sang nhắc nhở em gái Harry Won, đừng buồn vì người chị của em nha. Chỉ biết đón nhận mà không nói được thêm câu gì. Trong khi đó Harry Won vẫn một mực khẳng định cô bị nhầm lẫn và không biết gì hết. Nhà Phương để lộ tên thật của con gái mới sinh. Sau tất cả, cặp đôi cùng để lộ chi tiết đáng tin cậy cho thấy cả hai đã lên chức bố mẹ. Tin đồn nhà Phương đã sinh con gái đầu lòng xuất hiện vào ngày 22 tháng 1, 2019, khi một khán giả tình cờ phát hiện cô ở tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Tuy nhiên, cặp đôi chưa từng lên tiếng xác thực thông tin này. Ít giờ trước, nhà Phương đã đăng tải trên Instagram đoạn clip ngọt ngào chúc mừng ông xã Trường Giang sinh nhật lần thứ 36. Cặp đôi không ngại trao nhau những cử chỉ thân mật tình tứ. Tuy nhiên, nhiều bất ngờ nhất là nhiều fan đã tinh mắt phát hiện ra nhà Phương và Trường Giang thực sự lên chức ba mẹ khi cô vô tình để lộ tin thật của con gái đầu lòng. Ở trên background trang trí có một quả bóng bay in đậm chữ chúc mừng sinh nhật party. Điều này toàn trùng khớp với tin đồn nhà Phương Trường Giang đã sinh con gái đầu lòng vào cuối tháng 1 vừa qua. Dù giấu mặt con gái nhưng chắc chắn bữa tiệc sinh nhật ngập sắc hoa hồng này có sự góp mặt của con gái nhỏ nhà Phương và Trường Giang.